Bất chấp bị người hâm mộ phản đối, Lisa vẫn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người thân và bạn bè trong 3 show diễn ở hộp đêm Thoát Y Crazy House, Paris, Pháp. Một trong những khán giả quan trọng nhất của Lisa đó chính là mẹ ruột. Ngay lập tức, profile và thông tin về mẹ của nữ idol đình đám được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mẹ ruột của Lisa là ai? Mẹ của Lisa có tên thật là Chitthip Brasavilla, sinh sống ở Thái Lan. Manoban là họ của bà trước khi tái hôn với siêu đầu bếp quốc tế người Thụy Sĩ Marco Brasavilla. Bà ly hôn với bố ruột Lisa từ khi cô còn nhỏ. Sau khi tái hôn, bà và siêu đầu bếp Marco không sinh thêm con mà tập trung chăm sóc, dành hết tình yêu thương cho Lisa. Bố mẹ luôn ủng hộ Lisa theo đuổi đam mê, đưa đón cô đến trường học nhảy mỗi ngày và nhiều lần đến Hàn Quốc thăm con gái. Được biết, bà Chitthip chính là người truyền cảm hứng cho Lisa theo học âm nhạc và vũ đạo. Mẹ ruột Lisa từng có thời gian nắm giữ tài chính để con gái chuyên tâm vào sự nghiệp. Mãi đến khi nữ idol trưởng thành, bà mới chuyển giao lại toàn bộ tài sản cho Lisa tự quản lý. Bà đứng ở phía sau làm chỗ dựa tinh thần cho Lisa, luôn cố gắng xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của Lisa. Khi được hỏi về con gái cưng, bà Chitthip không giấu được sự tự hào, tôi cảm kích vì những điều Lisa đã làm cho gia đình. Con bé là niềm tự hào và niềm hạnh phúc của tôi. Đáp lại, Lisa cũng cho biết gia đình là điều quan trọng nhất đối với cô. Mẹ cũng luôn quan tâm đến Lisa, mẹ tôi hỏi tôi rằng tôi có hạnh phúc không, tôi có hài lòng với cuộc sống và tận hưởng mọi thứ thật trọn vẹn không. Câu hỏi của mẹ khiến tôi thật sự hạnh phúc. Những bức ảnh hai mẹ con khoe sắc bên nhau từng nhiều lần gây bão mạng xã hội vì cả hai đều quá đỗi tình cảm và đáng yêu. Trước đây, Lisa dù sở hữu body, vạn người mê, nhưng lại không hề đăng bất kỳ ảnh diện bikini nào lên trang cá nhân. Giải thích về điều này, em út BLACKPINK cho biết cô rất thích diện bikini đi biển nhưng không dám đăng ảnh vì sợ mẹ mắng. Nhưng đến nay, nữ idol sinh năm 1997 đã hoàn toàn thay đổi. Cô không ngại đăng những hình ảnh bikini nóng bỏng lên mạng xã hội. Điều này diễn ra sau khi Lisa vướng tin đồn hẹn hò với con trai tỷ phú giàu thứ ba thế giới Frederic Ano và chuyển hướng sang hình tượng sexy hơn. Phản ứng gây xôn xao của mẹ ruột Lisa trước phần trình diễn của con gái trong hộp đêm Thoát Y, dù sao mẹ vẫn ủng hộ con. Theo lời kể của MC Udi, mẹ Lisa rất hào hứng khi xem màn trình diễn của con gái. Bà Chitthip Brasavilla liên tục, wow, trong suốt buổi diễn, vui vẻ và hét to, thậm chí còn thì thầm vào tai Udi. Cô tưởng nó sẽ còn sexy hơn thế này nữa. Mẹ Lisa cũng không giấu được sự vui vẻ khi rời khỏi hộp đêm. Nhưng sau đó, mẹ của em út BLACKPINK đã bất ngờ xóa tài khoản Instagram cá nhân. Thái độ của bà dành cho con gái khi biểu diễn ở một hộp đêm Thoát Y không khỏi khiến khán giả bất ngờ bởi trước đây bà chính là người khiến Lisa rén khi hở bạo. Tuy nhiên sau cùng, khán giả đều hiểu rằng bà dù sao vẫn là người hiểu Lisa nhất và luôn ủng hộ con trên con đường sự nghiệp. Đáng nói, mẹ của Lisa lại hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội, tài khoản cá nhân của bà cũng bị netizen để lại vô số bình luận tiêu cực. Đây được cho là nguyên nhân khiến bà Chitthip Brasavilla phải đột ngột xóa tài khoản. Khán giả không khỏi phẫn nộ vì bộ phận netizen hướng mũi dùi vào mẹ của Lisa chỉ vì bà ủng hộ con gái.